Quý vị biết á, là cái mà điềm lành là cái may mắn á, nó phụ thuộc vào một thứ. Đó là phụ thuộc vào cái phước nghiệp. Nó phụ thuộc vào phước nghiệp. Phước nghiệp phải là mình làm một lần. Phước nghiệp á, là mình làm rất là nhiều lần trong quá khứ á. Thì cái phước nghiệp là mình làm rất nhiều lần ở trong quá khứ. Ví dụ như á, một lần chúng ta làm đó thì bây giờ nó đem lại cho mình một điều may. Hai lần là nó đem lại cho chúng ta hai cái điều may. Mà ba lần nó sẽ đem lại chúng ta ba cái điều may mắn. Thì cái điều may mắn nó phụ thuộc vào cái phước nghiệp. Mà phước nghiệp nó phụ thuộc vào hai cái. Thứ nhất là cái tâm tốt. Cái thứ hai là cái làm lợi cho người ta xung quanh. Tất cả các loài. Bây giờ ví dụ như á, mình cái tâm tốt là tâm gì? Cái tâm tốt á, là ở trong nhà Phật, mà gốc của nhà Phật á, thì nói mình không tham, không sân, không si. Thì mình nghe nói vậy đó mình khó biết lắm. Cái tâm tốt á, là nó xuất phát từ cái mà tâm thiện và tâm đại thiện. Tâm thiện có nghĩa là mình không có làm cái gì mà tham lam cho riêng cá nhân mình. Mình không có làm gì tàn ác trong cái tâm sân đó đối với cái hoàn cảnh xung quanh. Thì đó là tâm thiện. Còn tâm đại thiện, tâm đại thiện là mình phát lên tâm. Ví dụ như tâm cúng dường tam bảo, cái tâm giúp đỡ cho người ta, tâm Bồ Tát, để làm lợi ích nhiều cho cuộc đời. Thì tâm đó là tâm đại thiện. Thì từ tâm đại thiện đó mới đi đến cái lời nói. Ví dụ như mình nói làm lợi ích cho người ta một cái gì đó, khi mà cái lời nói của mình, ví dụ như là chỉ cần mình gặp người ta mình chào thôi, người ta cũng thấy vui nữa. Mình gặp người ta mình nói những cái lời nhã nhặn thì nó cũng có phước nữa. Và cái phước lớn nhất á, là trong những lúc chúng ta không thể nói lời nhã nhặn mà mình nói được lời nhã nhặn thì phước nó lớn hơn. Bây giờ ví dụ nha, mình nổi nóng. Nổi nóng mình chửi người ta phải không? Nhưng mà mình nổi nóng mình đè nó xuống, mình vẫn nói lời nhã nhặn đối với người đó. Mà chính người đó làm cho chúng ta nổi nóng. Ví dụ như á, mình đi giao hàng nè. Tới nhà đó, mình đi giao hàng, mình vô á, mình gắn cái hệ thống camera. Gắn xong vậy đó, cái không biết làm sao nó kêu mình lên. Kêu mình lên lại camera này, camera bây giờ không hoạt động, hoạt động. Cái mình lên sao thấy hoạt động. Mình lên này sao nó hoạt động bình thường nè. Cái mình về, vậy là nó không hoạt động nữa. Hoạt động nữa mình lên. Mình lên cảm thấy nó cũng hoạt động. Cái mình về, về nó kêu nữa. Mà nó kêu toàn là giờ nghiệt không, 11 giờ đêm, 12 giờ đêm. Nó kêu vậy không á. Lần thứ nhất á, mình chiều khách. Lần thứ hai mình chiều khách. Lần thứ ba bắt đầu máu nó nổi rồi đó. Mình kêu giờ ngặt không mà ta lên mà sao không có thấy hư gì chân. Hư gì đó chưa. Rồi á, mình lên. Mình lên cái nó xin lỗi mình. Nó xin lỗi hồi nãy á, em ngắt cái điện nguồn em quên. Thấy ứa gan không? Mà mình đi tự công ty mình lên tới đó, thấy không? Nhưng mình á, lúc đó mình vẫn nói lời nhã nhặn nó được. Đáng lẽ mình chửi à, tổ cha mày rồi đó. Mai mốt á, em á, có kêu anh kêu chị gì lên á, thì em phải kiểm tra lại điện đốm đàng hoàng hết, coi thử coi nó có là hoạt động không, nó có work không. Nếu nó không work á, thì lúc đó hãy alo. Chứ chị cũng có nhiều việc ở công ty phải giải quyết lắm. Nhưng mà nếu mà hư thật sự thì chị cũng sẵn sàng lên để mà làm lại cho em, vân vân. Trời ơi, nói chuyện nhỏ nhẹ mà trong lòng của mình nó máu nó trào lên. Nhưng nó rất là phước báo. Bên trong á là mình đè nén được một tâm ác. Bên ngoài mình nói lời lành thiện, vô tình đó là mình tạo nên một cái phước báo mà không hay. Phước báo không cần tiền, đó là phước báo trên lời nói. Cái lời nói mình phước báo nó nhiều lắm. Là tại sao? Là tại vì mình nói một lời, một người hài lòng phước báo 1 ký, hai người hài lòng phước báo 2 ký, ba người hài lòng phước báo 3 ký. Người ta là tính đâu á, là mình có tiền mình mới có thể làm được phước báo. Nhưng mà không, phước báo á, là dĩ nhiên có tiền sẽ làm được phước báo. Nhưng phước báo nó không nằm ở tiền, mà phước báo nó nằm ở lợi ích. Phước báo nằm lợi ích chứ không phải với tiền. Bây giờ ví dụ như mình đi ra đường, mình thấy cái đinh nó chổi lên nè, người đi sau sẽ là lủng bánh xe. Mình đậu xe lại, mình lấy cái đinh đó mình đi vô đường, phước báo lắm. Có nghĩa là mình lại lợi ích cho người khác. Thì phước báo nó nằm ở chỗ lợi ích chứ không phải phước báo nằm chỗ tiền. Nhưng mà thường thường á, mình đi đâu á, mình cho tiền người ta riết nó thành quen. Nên đó mình cứ nghĩ là cho tiền, cho bạc, cho của, cho cải là phước báo. Dĩ nhiên mình cho tiền, cho bạc, của cải cho người ta là phước báo. Đó là dĩ nhiên. Nhưng
Ngoài cái tiền bạc đó ra, còn những cái không cần tiền bạc mà đem lại phước báo, đó là lời nói của mình. Mình có thể nói, nhưng mà người ta lại có lúc nói là phước báo, có lúc im lặng là phước báo, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Quý vị, có lúc nói đem lại phước báo, làm nói lợi ích cho người ta. Có lúc im lặng là phước báo, im lặng lợi ích cho người ta. Quý vị có thấy im lặng lợi ích không? Bây giờ ví dụ nha, các ông đón đang bệnh mà mình về mình cứ nói này nói kia, ông chồng ông bệnh, ông bệnh muốn chết luôn, về nhà tháng này tiền điện đâu đóng rồi, ông mày nói xài tùm lum hết trơn rồi, giờ sáng được về không có cơm nước gì ăn, chừng nhỏ đi học chưa đóng tiền rồi, trời ơi, đang bệnh nhiễm con dịch, đang sốt mà về nói hoài, nói mà ổng lên máu luôn, nói mà nghĩ không được luôn á. Lúc đó mình im lặng sẽ rất là có phước, tại vì mình im lặng người ta rất hài lòng, mình im lặng á người ta rất là an ổn, vậy là mình có phước chỉ cần mình im lặng. Nên ở trong nhà Phật đó, nói năng đúng chánh pháp, im lặng đúng chánh pháp là ở chỗ đó đó. Nhằm khi mình im lặng mà người ta hài lòng lắm, mỗi khi nhưng mà có lúc cần nói mình nói người ta rất hài lòng. Ví dụ như mình giới thiệu sản phẩm đi, giới thiệu sản phẩm tao nói im lặng sao được, phải nói sản phẩm tôi về cái này, sản phẩm tôi về cái kia, công ty Quang Mai này nào á, là gắn camera nè, gắn thông máy tính nè, gắn wifi nè, đều tốt không nè, tốt nói tốt, dởm nói dởm chứ không phải là dởm nói tốt nè, bắt đầu là mình có sao mà nói vậy, phải không? Như vậy thì là người ta rất là hài lòng, khách hàng á ta rất hài lòng. Và sau khi mình đặt các cái vào ở trong công việc nó vận hành thì là đúng như cái lời của mình đã hứa hẹn là với người ta cảm thấy hài lòng, đem lại phước báo. Nên phước báo nằm ở chỗ lợi ích, chứ không phải phước báo nằm ở chỗ sự việc. Cho nên đó, mình cứ suy nghĩ cái gì mà đem lại độ hài lòng cho người khác càng nhiều chừng nào thì phước báo nó nhiều chừng đó. Ở trong đó có lời nói, tại vì nghe và nhìn hai cái mà dễ dàng tương tác ở trong cuộc sống là nhất. Nghe và nhìn, nên cái hình thức bên ngoài của mình, thái độ cử chỉ hình thức bên ngoài của mình sẽ đem lại phước báo cho mình, lời nói của mình đem lại phước báo cho mình. Hai cái đó mà người ta không có xài nên người ta phí một cái lượng phước báo rất lớn ở trong cuộc đời. Đó là cái hình dáng bên ngoài mình ăn mặc cũng vậy đó, mình ăn mặc người ta mà nổi máu là cũng không được nữa. Nên có nhiều người nói là tôi thích vậy đó, tôi mặc vậy. Không, cái đó là cái người bình thường, người ta không có biết tội phước. Còn người biết tội phước đó, mình làm sao để cho cái độ hài lòng của người ta. Ví dụ như á, mà làm sao độ hài lòng ta thì mình phải nghiên cứu chứ. Ví dụ như đi chùa, mình mặc cái đồ mà ngắn ngủn như thế này nè, mình đi vô làm ta bực liền. Nhiều người bực lắm chứ không phải là một người bực. Quý vị công nhận đó không? Mình đi đâu, mình làm gì, mình phải mặc đồ sao mà cái hình thức bên ngoài mình nó phù hợp với nó, làm độ hài lòng của người ta. Người này mặc đồ đó được mà người kia mặc cái đồ đó không được. Ví dụ quá, cái cô gái mặc cái quần jean chỉa lỗ tùm lum hết được, nhưng một bà già 80 mặc quần jean mà chỉa lỗ bị người ta chửi. Quý vị hiểu không? Hiểu đó không? Cho nên á là cái độ hài lòng của người ta đó, mình là ai, ở đâu, làm gì, làm sao độ hài lòng hình dáng bên ngoài. Cái đó là ăn mặc thôi nha. Cái thứ hai nữa là trang điểm, ăn mặc với trang điểm nó khác nhau. Không, quý vị, có những người á là nhằm khi có nhiêu son tắp lên hết, người ta bực. Vô trong chỗ đó không có tắp son được, những nhà hàng tắp son được, mà vô tới chùa mà tắp, người ta nhìn vô người ta thấy người ta bực. Ví dụ như đó. Ở đây là ví dụ thôi, để cho mình hiểu cái hình thức ở bên ngoài của mình là nhìn. Người ta nhìn vào đó gọi là nhìn vào hình ảnh của mình. Mà hình ảnh của mình phản cảm nghĩa là gì? Phản cảm nghĩa là làm chói mắt người ta đó. Chứ không phải là phản cảm là mặc cái gì hay là như thế nào, mà ở nơi đó người ta quan niệm như thế nào là đẹp thì mình cũng nương như vậy mà mình đi. Như vậy á, thì là mình sẽ đem lại cái phước báo. Chứ đừng có bao giờ là tôi thích cái gì tôi làm cái đó. Thực ra quý vị, do mình thích cái gì mình làm cái đó nên mình mới gieo nghiệp ngàn đời đó. Đức Phật dạy tất cả đau khổ do thích mà ra. Mình thích gì mình làm đó nên làm tầm bậy. Làm theo cái thích là làm tầm bậy, ăn theo cái thích là ăn tầm bậy. Tại sao? Ví dụ như mình rất thích cái món đó mà món đó vô làm lủng cái bao tử của mình. Ví dụ ông thích nhậu, nhậu riết làm banh cái lá gan. Thấy chưa? Thích nhậu thì mình nhậu. Tôi thích ăn xài thì tôi ăn xài. Thích ăn ổi, ăn ổi. Cái bao tử của mình nó viêm, ăn xài ổi vô nó lét luôn, nó chảy máu xuất huyết nội luôn. Như vậy đó là mình thích thì mình làm.
Nhưng mà thích làm nó hại cái thân của mình, thích mình làm nó hại uy tín của mình, thích mình làm nó tổn phước của mình. À, biết thấy không? Nên á, nhà Phật á, là người ta khắc chế những cái ham thích, mà trong ham thích đó nhà Phật gọi là dục đó. Nên người ta sống thiểu dục chi túc, có nghĩa là người ta là siêng mấy dục lại hết, tức là cái ham muốn á siêng lại hết, ít ra cũng đừng cho nó nhúc nhích. Chứ còn nó nhúc nhích, mình sống theo sở thích chừng nào á là mình khổ chừng đó. Nên nhà Phật người ta có trí tuệ, nên người ta sống theo sở cần, chứ không phải sống theo sở thích. Cái cần với cái thích khác nhau. Bây giờ ví dụ mình cần ăn gì sống, à, protein, tinh bột, bài rau, củ sơ, đạm, tới vi lượng, đa lượng, rồi vân vân, à, mình học học thấy gì đó, thì mình ăn các chất nào có cái chất đó mình tồn tại sự sống, đúng không? Nhưng mà người ta không làm gì, người ta ăn theo thích, à, thích ăn lẩu bò, lẩu mắm, thích ăn gì á, mà cái đó nó không phục vụ cho cái sự sống của mình, cái cơ thể mình nó không cần thiết cái đó. Bây giờ ví dụ nè, mình ăn ngại nhiêu cơm đó, uống ngại nhiêu nước đó, bây giờ mình uống thêm 2 cốc bia, vậy 2 cốc bia có cần thiết không? Không phải không? À, như vậy thì chúng ta đã uống bia theo sở thích, chứ không phải uống bia theo sở cần của cơ thể. Nên người có trí tuệ sẽ đáp ứng cái nhu cầu là cần. Nhu cầu á, là cần, nhu cầu của thân là cần của thân. Người không có trí tuệ sẽ đáp ứng theo sở thích ham muốn của mình. Nên á, mình thuộc cái dạng nào? Ví dụ như á, cái dạng mình á, sống theo cái trí tuệ á, thì điềm lành nó mang đến. Còn mà sống theo sở thích á thì điềm dữ nó mang đến. Đã không tin hả? Ví dụ có vợ rồi ra ngoài thích cô khác, thích đi lụi đi, rồi có gia đình nó mới tan nát cho coi. Có nghĩa là mình làm theo thích đó, à, mà thích nó phạm pháp, phạm luật, phạm bao nhiêu thứ. Tại vì á là cái con này con kia đó, nó làm theo sở thích của nó. Cái đó là gọi là bản năng. Thích nó liên quan tới bản năng. Còn mà tuệ nó liên quan tới lý trí. À, lý trí là có suy nghĩ. Tâm lý học á, thì gọi là có suy nghĩ là lý trí. Nhưng mà ở trong nhà Phật gọi là tuệ, là biết phân tích, biết đánh giá, biết nhìn đúng sai của một vấn đề. Do nên á, cái quả báo mà đem lại sự may mắn cho người ta đó là quả báo trên tuệ. Ví dụ như cái gì mà mình hiểu biết về nó thì đó nó sẽ mang đến sự may mắn. Cái gì mình làm mà không có sự hiểu biết về nó thì nó sẽ đem lại cái điềm dữ, là không đem lại sự may mắn cho mình. Nên có nhiều người á nói là tại sao á là tôi lại bị xui, à, nhiều quá không bị may, không có được may mắn. Đó là liên quan tới phước báo ở trong đời trước mình làm, và mình làm nhiều điều sai lầm, mình đã đi theo các cái dục vọng, tức là đi theo sự ham thích của mình. Mà ham thích của mình nó sẽ phạm vào nhân quả nghiệp báo, nó phạm vào luật pháp của chính phủ, nó phạm là vào quy điều, quy định, thể chế của nơi đó, làm cho chúng ta bị tội lỗi. Nếu mà cái chữ phạm càng nhiều là tội càng nhiều. Cái chữ phạm như thế. Mà ở trên thế gian này có nhiều cái mà không được phạm. Ví dụ như là ở trong nhà Phật có giới luật, ở ngoài đời có pháp luật, ở nhà có gia phong, ở công ty thì có những cái quy định, có những cái nguyên tắc. Nếu mình ra ngoài những cái nguyên định, những cái quy tắc đó thì là mình sẽ phạm. Mà tại sao mình lại ngoài ngoài? Tại vì mình thích. Nó nguy hiểm đó. Nên cái thích đó mình tính đau là sướng, nhưng cuối cùng cái hậu quả của cái thích là đau khổ. Nên Đức Phật dạy phần tập đế của nguyên nhân của tất cả đau khổ là do sở thích mà ra. Mà thích đó thì là nó sẽ nằm ở cõi dục, mạnh nhất là nằm ở cõi dục, là cõi mình á. Cõi dục có nghĩa là cõi khát khao. Đối với sắc, khát khao với âm thanh, khát khao với mùi, khát khao với vị, khát khao với cái vật xúc chạm. Mình khát khao là muốn thỏa mãn, à, đó gọi là dục. Mà khát khao ăn, khát khao ngủ, khát khao mặc. Nên ở trong mà nhà Phật gọi là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, gọi là ngũ dục á. Cho nên mình tính đau dục nó là sướng. Dục là sướng nhất thời mà đau khổ triền miên. Cái đó là cái công thức của dục nó là gì đó. Tức là ham muốn là sướng nhất thời. Nên mình á, cái nhìn mình nông cạn á, mình thấy ham muốn là mình thích quá, nhưng mà ham muốn là sướng nhất thời, nhưng mà khổ nó là đẳng cấp. Cái ham muốn á sướng nhất thời thôi. Nên mình thỏa mãn cái muốn gì mình sướng lắm. Mình muốn ăn phải, mình ăn ngon cái mình sướng lắm. Mình muốn mặc không, mặc cái mình sướng lắm. Mình muốn ái dục phải không, có ái dục mình sướng lắm. Mình muốn cái gì mà thỏa mãn đó mình sướng lắm. Nhưng mà sướng đó là sướng nhất thời, mà hậu quả của nó mới là đẳng cấp. Hậu quả nó là khổ triền miên khói lửa luôn. Nó đọa cảnh này, đọa cảnh kia, đọa cảnh nọ. Nên đó là tại sao mình sống
Ở đây á, là cái điềm dữ nó mang tới, điềm dữ mang tới là tội lỗi đó. Quả báo của tội lỗi là điềm dữ. Quả báo của phước là điềm lành. Nên cuối năm á, mình cầu á, điềm lành đem đến, điềm dữ đem đi. Ai đem cho mình? Ai lại đây đem cho mình, bà con gì đem cho mình? Tự nhiên á, có ông nào đó lại đem cái dữ mình đi rồi thảy vô mình mấy cục lành á, không có. Lành dữ đó là nhân quả nghiệp báo chính mình đã gây tạo ra. Cho nên á, bây giờ nó có duyên nó sẽ tới. Có duyên nó sẽ tới theo duyên chứ không phải là ngẫu nhiên. Thuyết ngẫu nhiên trong nhà Phật không có chấp nhận. Mà thuyết á, là thuyết nhân duyên. Nhân duyên là gì? Nhân duyên là điều kiện cần và đủ để tạo nên một pháp. Đó là nhân duyên. Bây giờ ví dụ như muốn có ngọn lửa thì cũng phải có nhiên liệu, cũng phải có cái ý của người châm lửa, cũng phải có hột quẹt à, thì cái đó nó mới cháy được. Thì tất cả các cái phục vụ để có ngọn lửa đó gọi là duyên. Duyên nhà Phật nghĩa là gì? Duyên là điều kiện cần và đủ để tạo ra một cái gì đó mà mình muốn tạo ra. Ví dụ như á, mình muốn giàu thì cũng phải đủ duyên. Giàu phải cái duyên, phải có phước. Rồi á, phải có nghề, phải có kinh doanh, phải có thu nhập thì nó mới giàu chứ, như không giàu. Có phước cách mấy nữa, không kinh doanh cũng không giàu chứ. Phi thương bất phú. À, tức là có phước cách mấy á, cũng giàu hết. Mà không có phước á, làm cách mấy cũng không giàu hết. Cho nên á, mà các công ty mà đổi tên qua lại cũng thiếu phước chút đó. Nên tức là mình thiếu phước làm cách mấy nó không giàu. Mà có phước mà không làm á, cách mấy cũng không giàu. Nên cái duyên của nó là phải có phước và phải có làm. Mà trong cái làm đó đó là nó cũng phải có vốn, có nghề à, phải có vốn, có nghề, có kiến thức phù hợp pháp luật. Ba bốn cái nó cộng lại nó là duyên để cho mình tồn tại. Nhằm khi làm giàu không phù hợp pháp luật thì làm giàu thời gian ngắn chi tố rồi à, thì nó cũng tiêu. Nên đó là mình muốn cho nó bền, nó lâu đó, phải đủ hết tất cả các duyên trong khoảng thời gian đó. Đừng có để mất một cái duyên nào cả. Chứ không phải là mình muốn nó tồn tại hoài là nó tồn tại hoài đâu. Mình phải bơm duyên cho nó, mình tạo duyên cho nó. Ví dụ như thứ nhất là có kiến thức, thứ hai có vốn, thứ ba là phải có nghề, thứ tư phải có mối quan hệ. Còn cái cuối cùng là sự may mắn. May mắn là gì? May mắn tức là cái mà chúng ta không biết về nó, nhưng mà mình lụi lụi cái mình gặp đủ duyên à. Đó may mắn. Đáng lẽ ra mình thấy chỗ này duyên, mình sát tới nó thì nó đủ duyên để nó chỗ ra, nó may mắn cho mình. Nhưng mình không biết chỗ nào là đủ duyên cả, mình đi đại nhưng mà chúng thì đó gọi là may mắn. Nhưng thực ra đó là đủ duyên để nó tạo một cái phước lành cho mình khi nhân biến thành quả. Nhưng mà mình đi thì mình tính đâu là ngẫu nhiên, chứ thực ra là phước nó hút mình đó. Nó hút mình tới đó thì mình tới đó nó sẽ trổ ra cho mình. Nên mỗi khi mà mình thấy những cái điều ở trong cuộc sống mình mà kém sự may mắn đó, là cái gốc của vấn đề là kém phước. Cái gốc của vấn đề, còn ngọn của vấn đề thì mình nhìn lại tất cả xung quanh: thiên thời, địa lợi, nhân hòa, là chỗ tay nghề, vốn, quan hệ, rồi chính sách mà pháp luật rồi nữa, mình có hiểu không? Tất cả các cái đó mình hiểu, nó cộng với cái phước nữa thì mới có sự tồn tại trong đó. Kinh doanh đừng có coi trên mạng đấy, làm giàu không cần vốn, công trình ngàn tỷ không cần đầu tư. Thôi nó dụ mình đó, học lấy 10 triệu khóa, học 3 ngày làm giàu không cần vốn, làm chủ bất động sản. Không có một bạc nào hết trơn á, đi học đóng nó 10 triệu, đóng 3 buổi, học 10 triệu nó cấp cho một cái giấy chứng nhận là tốt nghiệp xong khóa bồi dưỡng làm giàu không cần vốn. Nhưng mà mình đâu có giàu, mấy thằng dạy nó mới giàu á. Tại vì người 10 triệu, chục người, 100 triệu, 100 người học nó lấy 1 tỷ ngon ơ có 3 ngày à. Nó chỉ mướn cái văn phòng khách sạn cái là nó giỏi lắm, vài chục triệu bạc thôi, ăn uống vậy thôi. Mình thấy không? Đó là mấy anh này mới biết làm giàu nè. Nè, cho nên á, chúng ta là mới thấy á, cái gì mình cũng phải làm đủ duyên hết á thì nó mới đến. Nhưng mà gốc nó là phước báo. Như vậy á, thì có thể chúng ta làm phước báo rồi thì chúng ta chỉ có tạo duyên cho nó mà thôi. Tạo duyên cho nó bằng cách là chúng ta hãy gắng cố gắng nỗ lực vào đi, tận lực tri thiên mạng. Tận lực là gì? Là mình đổ duyên cho nó đó. Là mình đưa ra một cái giả thiết là kiếp trước mình đã gieo nhiều cái điều phước báo,
Nên kiếp này chúng tôi muốn gặt cái điều phước báo mình đã gieo để cho điềm lành nó mang đến. Cho nên đó, là chúng ta hãy tận lực với nó. Mà nếu chúng ta đã tận lực với nó rồi mà nó lại không đến với mình thì cái giả thiết ban đầu là sai, có nghĩa là mình không đủ phước. Tức là phước của kiếp trước mình tạo ra không có, không đủ. Bây giờ mình tạo duyên cách mấy đi nữa thì nhân nó không có, lấy gì quả? Nhân nó không có, lấy gì có quả? Cho nên mình phải đi lại từ đầu, phải đi lại từ con đường phước. Nên nó có nhiều người người ta tạo phước một thời gian, người ta mất 5-10 năm gì đó, người ta tạo phước thời gian, bắt đầu người ta sẽ làm lại tận lực và lại thì nó sẽ thành công. Có những người lớn tuổi quá, không còn đủ thời gian nữa thì hãy đợi kiếp sau. Bất đó người ta bỏ hết người ta tu, cái đó là người ta không còn đủ thời gian nữa. Còn người có đủ thời gian muốn làm gì làm, còn người không đủ thời gian thì muốn vẫn không làm được. Nên đó là thời gian là cái quý mà tiền không thể mua được. Sức khỏe là cái quý, tiền không thể mua được. Mạng sống là cái quý, tiền không thể mua được. Trí tuệ là cái quý, tiền không thể mua được. Tình cảm là cái quý, tiền không thể mua được. Có những thứ mà tiền nó không mua được. Cho nên á, mình sống ở trên thế gian á, chúng ta thấy những cái điều điềm lành nó không đến với mình á, thì mình cũng đừng buồn. Nó là do phước chứ không phải do mình. Mình đã tận lực rồi. Nhưng mà nếu mình không tận lực, mình chỉ ngồi để mình cầu không à, như cầu trúng số, ngồi á, là chỉ cầu những sự may mắn không á, cái gì thì nó sẽ không đạt được như ý của mình muốn đâu. Cho nên tất cả các cái nó phải xuất phát từ cái tận lực. Nếu tận lực được thì là chúng ta phải tạo ra những cái phước báo. Nên có những người nói là bây giờ đưa ra giả thiết là kiếp trước bây giờ con không có phước báo mà con muốn làm giàu thì sao? Thì chỉ có nước giàu rồi ở tù thôi. Nghe điện cướp người ta đó, giàu đã ở tù và có tiền không ai xài, nhằm khi cướp của giết người rồi bị bắn, bị người ta tử hình rồi có tiền đóng cũng không ai xài. Như vậy để làm gì? Nó không để làm gì hết. Nên đừng có bao giờ quý vị á, là muốn làm giàu mà trong khi mình không có phước. Không có phước giàu trở thành quả. Không có phước giàu trở thành quả. Nên có nhiều người có tiền quả nó đến liền tại chỗ. Có tiền quả đến liền là tại vì người đó không có đủ phước, mà hưởng phước nhiều hơn phước của mình, nó bị phước âm. Cái phước âm nó trở thành quả, cái phước dương nó mới là điều tốt lành. Nên điềm lành nó phải là phước dương mới được. Phước dương có nghĩa là mình được 100 kg vàng, bây giờ mình hưởng được 99 kg trở xuống là phước dương. Nhưng 100 kg vàng mà mình được 200-300 kg, mình có phước có 100 kg mà mình hưởng 200-300 kg, nó trở thành tai quả liền. Mình sanh ra tâm mình đó là sẽ sanh ra chuyện tầm bậy tầm bạ mình làm, rồi nó suối làm này suối làm kia, toàn là những cái điều mà không may mắn không à. Cho nên á, quý vị đừng có ham làm giàu. Đừng có ham làm giàu có nghĩa là mình á, đừng có ham giàu. Và đừng có ham làm giàu nếu chúng ta chưa có chuẩn bị đủ phước để làm cho nó. Nếu người ta mà có cái trí tuệ bền lâu chút xíu đó thì người ta sẽ tạo phước song song. Nên đó, có những người người ta làm công ty nha, người ta chích ra 10% để người ta làm phước. Như vậy mà bền đó, để là làm phước chứ không làm hết. Làm hết thì cũng không được. Chích 10% để làm phước rồi là trong khi làm đó đó mình sẽ học kỹ năng, học bao nhiêu cái để tạo duyên. Thực ra tất cả kỹ năng học tập, hiểu pháp luật, vốn đầu tư đều là duyên hết. Phước mới là mấy gốc. Cho nên á, nếu mà cái điều lành nó đến với mình hoài, mình biết phước mình hoài đó, nhưng mà phước xài hết nó sẽ tận. Cho nên cái điềm lành đến với mình hoài, mình cũng phải làm phước. Để làm chi? Nó hết phước này nó tới phước khác, nó cuốn chiếu, nó trở thành cái mắt xích, giống hệt như domino vậy. Có hiệu ứng domino, nó lên tới. Nên giàu cũng phải làm phước, mà nghèo cũng phải làm phước. Nghèo làm phước cho giàu, giàu làm phước để cho giàu tồn tại. Đó, nó đơn giản vậy thôi. Nhưng mà cái hạnh phúc với cái vui nó không nằm chỗ giàu. Nó ngặt, cuộc đời nó ngặt vậy đó. Cái hạnh phúc với cái điều mà vui ở trong cuộc đời này á, niềm vui với hạnh phúc nó không nằm ở vợ giàu, mà nằm ở độ hài lòng, là nằm ở nụ cười chứ không phải nằm ở túi tiền. Người ta nghĩ á, là niềm vui hạnh phúc nó nằm ở túi tiền. Nhưng mà đến lúc nào đó người ta nhận ra niềm vui hạnh phúc nó không nằm ở túi tiền, mà nằm ở độ hài lòng, tức là nằm ở trên nụ cười của mình. Người nào mà cuộc đời mình cười nhiều nhất, người đó là người giàu thật sự.
Còn người mà nằm trên đống tiền mà khóc kêu trời không á, thì người đó cũng chẳng phải giàu có gì đâu, chết để lại cho người khác. Cho nên cái niềm vui và hạnh phúc nó được đo ở trên độ hài lòng của mình, chứ không phải là đo trên cái tiền ở trong ngân hàng. Nhưng mà cuộc đời này người ta đi tìm niềm vui hạnh phúc, người ta bắt đầu từ tài khoản ngân hàng. Nó ngặt chưa? Nó ngặt lắm. Cuộc đời nó ngặt lắm. Có những khi mà người ta giác ngộ ra rồi đó, người ta bừng tỉnh cơn mê rồi đó, 80-90 tuổi mà chồng lên 80-90 mà bừng tỉnh cơn mê rồi thì còn gì nữa. À, thấy không? Cho nên á là mình làm gì đó mà cái độ hài lòng á thì nó phụ thuộc vào cái nhận và cái cho của chính mình. Cái độ hài lòng á, bây giờ ví dụ nha, cái người á không có tiền gì hết, không có nghề gì hết, không có gì hết, mà họ không có khổ, họ hài lòng với cái hoàn cảnh hiện có của họ, thì ở trong nhà Phật á gọi là tri túc. Cái chữ đó gọi là tri túc. Cái chữ nhà Phật chữ tri túc á, nên cái người tu bao giờ họ không nắm chữ tri túc để tạo thành độ hài lòng của mình đối với tất cả hoàn cảnh. Tại hoàn cảnh là do phước với tội mình mang đến, cái hoàn cảnh mình là do phước tội mình, những cái bao bọc xung quanh của mình là do phước tội mình mang đến, nên nó sẽ làm cho mình cái độ hài lòng với không hài lòng. Nên khi người ta thay đổi một quan điểm, thay đổi quan điểm nghĩa là gì? Ban đầu tôi nhìn cái này tôi không hài lòng, nhưng bây giờ tôi sẽ thay đổi quan điểm, tôi nhìn cái này tôi hài lòng. Thay đổi quan điểm nó liên quan tới sự hiểu biết, tức là liên quan tới sự kiến giải. Cho nên á, nhằm khi mình nhìn cái mặt của ông đó, tự nhiên ta mắc hai mí, ông mắc mí, nhìn thấy bực, mắc mí, nhìn bực, ví dụ vậy đó. Nhưng mà bây giờ mình bực mình khổ đúng không? Mình đâu có niềm vui là mình khổ, mình đâu hài lòng. Bây giờ mình mới suy nghĩ ra, à, mắc một mí hai mí do nghiệp của người ta, do gen di truyền gia đình của người ta, chứ có dính dáng tới mình đâu, mà tại sao người ta mắc một mí mà mình hay không hài lòng. À, như vậy là mình dạy, mình sẽ chuốc cái đau khổ về mình. Còn bây giờ cuộc đời gieo nghiệp gì thì người ta lãnh nghiệp đó. Dù người ta hoa hậu hay là người ta người mẫu, người ta diễn viên gì đó, thì chuyện đó là chuyện nghiệp của người ta gieo thôi. Dù người ta giàu như tỷ phú Bill Gates đi, giàu là như là tập đoàn Wincom đi, người ta giàu như vậy là tại vì người ta có phước, hiểu không? Còn mình á là không đủ phước á, thì là mình chưa giàu, hoặc là mình có phước mà mình chưa đủ duyên để mình bới cái hầm vàng đó ra. À, dần dần. Nên người ta bằng lòng với tất cả những gì mình đang có, không phải là thụ động đâu nha, mà đây là tuệ của sự tư duy. Tuệ tư duy, người ta suy nghĩ được, người ta sẽ bằng lòng những cái gì đang có, tại vì những cái gì đang có là sản phẩm của nghiệp. Cho nên mình tạo ra gì cũng là đứa con của mình. Như vậy nghiệp nó là đứa con mình, là do mình tạo nhiều đời nhiều kiếp cho tới giờ. Nên tất cả những cái gì người ta sẽ hài lòng với chính nó, mà hài lòng với chính nó thì là hạnh phúc còn gì nữa. Nên á, có tiền ta cũng hạnh phúc, mà không tiền ta cũng không phúc, đó là người khôn. Người khôn có tiền cũng hạnh phúc, không có tiền cũng hạnh phúc. Chồng quậy cũng hạnh phúc, mà chồng chung thủy cũng hạnh phúc luôn. Cái này là hạnh phúc đang ở độ hài lòng, chứ không phải hạnh phúc ở hoàn cảnh có. Cái người phụ thuộc vào hoàn cảnh có hạnh phúc là người đó chưa phải người khôn đâu. Mà người khôn nhất là người hạnh phúc trên độ hài lòng của tự thân, không phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có. Nghe hiểu chỗ này không? À, nên á, dầu cho hoàn cảnh gì hiện có nữa, ví dụ hoàn cảnh tốt mình hạnh phúc, hoàn cảnh không tốt mình không hạnh phúc, như vậy mình sống lệ thuộc. Trong nhà Phật gọi là nương tựa và chấp trước. Nên Đức Phật sau bài kinh đó, Đức Phật dạy là đừng có nương tựa và chấp trước bất kỳ cái gì trên đời này. Tại vì không có cái gì trên đời này tồn tại mãi mãi với thời gian. Ánh sáng mặt trời sẽ chiếu, nó sẽ tan hết. Không tin hả? Lấy hình 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, mình so sánh một cái coi. Nó thẳng băng tới nó dùng như giải rách luôn á. Tới 80-90 bắt đầu nó dùng cái gì nó cũng dùng hết á. Da nhăn nheo dùng, chứ có nhiều người nhìn lên gương cái thấy mắt mình mờ, da mình nhăn đồi mồi nổi lên này nọ, ta buồn. Hiểu không? Nhưng mà thôi, Tám ơi, đâu có gì tồn tại mãi mãi đâu. Mình cũng đã thẳng băng thời gian thôi, giờ cho nó dùng chứ nó thẳng hoài ai chịu nổi. Hiểu không? À, như vậy á, thì cỡ 70-80 còn gì nữa mà đẹp. À, nên á, có nhiều người không hài lòng với cái đó, nên ta đi căng ra cho nó thẳng. Mà thẳng hết rồi nó cũng phải dùng.
chứ tới 80-90 rồi thẳng thời gian nó cũng phải dùng, chừng nào hết tiền nó dùng qua lại, có tiền bơm lên thì nó căng ra, hết tiền nó dùng qua lại, thôi trời xanh sao để vậy đi, hiểu chưa? Lấy tiền làm phước chứ người bơm dùng thẳng hồi rồi mình buồn với nó, trong cái gì mình không hài lòng với nó đó. Nên ở trên đời này nói gì cũng không phải là cái người mà người ta chỉnh sửa đều là tội đâu, không phải. Nếu chỉnh sửa mà hài lòng là được, kệ, không sao, đã gọi là hài lòng là hạnh phúc mà. Nếu ông thì chỉnh sửa mà ông hài lòng, tôi ok với ông luôn, tại vì đó là hạnh phúc của ông, đúng không? Nên mình đừng có can thiệp hết, chứ mình cũng đừng thấy người ta tha môi son, có mình ghét người ta tha môi son, anh có hài lòng với son của anh không? Có không? Tôi ok với anh luôn, tại vì độ hài lòng là độ hạnh phúc, đúng không? Như vậy ông làm sao ông cảm thấy hạnh phúc? Nhưng mà tôi chỉ sợ anh làm mà nó không hạnh phúc mà thôi. Nên đó, người ta nói là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ mà chỉnh sửa hoài nó không đẹp. Có nghĩa là mình cố làm hoài mà nó cũng không đẹp. Nói gì nào? Là tại sao? Là tại vì người ta không hài lòng với những cái gì mình đang có. Cho nên cái người mà có trí khôn một chút xíu đó, họ bao giờ họ tự thân họ hài lòng những cái gì mình đang có. Dầu cho có chỉnh bên đây, có chỉnh bên kia, hoàn cảnh đến thế này, hoàn cảnh thế kia, hài lòng những cái gì mình đang có chứ không phải là chấp nhận. Cái hài lòng với chấp nhận nó khác nhau. Cái hài lòng là không cố chấp, còn chấp nhận nó là thuộc về quan điểm của cá nhân. Cho nên cái độ hài lòng là độ không chấp thủ, còn mình chấp nhận á là cái đó là cái mù quáng. Tại sao ông đã chấp nhận nó làm tầm bậy mà ông chấp nhận? Tôi hài lòng chứ tôi không chấp nhận. Tôi hài lòng là gì? Những gì xảy ra tôi không hài lòng tôi khổ, nên tôi đâu có ngu để tôi khổ, nên cái gì tôi cũng hài lòng chứ. Nhưng hỏi chấp nhận không? Không. Ông làm tầm bậy cái tôi chấp nhận, sao tôi chấp nhận được? Hiểu không? Cái hài lòng nó khác. Hài lòng là quan hỷ, còn chấp nhận là mù quáng. Ông làm tầm bậy không cái tôi chấp nhận cái gì với ông? Tôi không có chấp nhận, mà tôi có chống đối không? Không. Tôi không chấp nhận, tôi không chống đối. Tôi không chấp nhận, không chống đối, nhưng mà tôi hài lòng hết. Hài lòng nghĩa là gì? Những bất kỳ cái gì xảy ra xung quanh, tôi sẽ đem lại cái độ an vui hạnh phúc cho tôi bằng cách tôi hài lòng tất cả. Nó đơn giản thôi, cái gì tôi cũng cười chứ, quan hỷ. Quan hỷ là cái gì cũng cười chứ. Nó làm sai cũng cười, có làm đúng cười mà không phải cười nó, cười cho tôi vui. Hiểu không? Chứ không phải là tôi cười chị. Tôi cười đây là tôi cười cho tôi vui, cười vui chứ không phải cười chị, hai đó nó khác nhau. Tôi cười cho tôi vui. Nên mai mốt đi đâu mình cười 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 là ta khổ muốn chết bà cười. Tôi cười cho tôi vui, chứ tôi đâu cười chị đâu mà chị nói. Hiểu chưa? Tôi làm cho tôi hạnh phúc vậy thôi, tại chị không biết làm chị hạnh phúc nên mặt chị chù ủ. Chị không biết làm chị hạnh phúc, còn tôi biết làm tôi hạnh phúc, nên người đó là người khôn. Người khôn là người thương mình, biết mình làm cho mình hạnh phúc. Còn người ngu là người không có biết thương mình, chỉ làm cho mình đau khổ mà thôi. Triết lý á nghe. Cho nên á, mình sống ở đời, mình phụ ai thì phụ, đừng phụ bản thân mình là chỗ đó. Cỡ nào cỡ, cho nó ăn, cho nó ngủ, cho nó khỏe đi. Ai làm gì làm tự nhiên, chồng có vợ bé, thức 7 đêm không ngủ, già chát ra luôn. Kỳ vậy? Ông có vợ bé kệ ổng, cho mình ăn, ăn, ngủ, ngủ, kệ, là mình làm đẹp mình. Chứ mắc gì tự nhiên có vợ bé, cái mình già chát, rồi chết sớm là sao? Hiểu không? Đâu liên quan đâu. Ông có làm gì làm đi, ông làm nghiệp gì sao ông chịu đi. Hiểu chưa? Còn ông không thương tôi nữa là thôi. Ai đưa con sáo sang sông bay qua lại, bay lại mất công, bay về bay đi luôn. Thấy không? Còn mà muốn bay về bay không sao cả. Đời con người ta ai cũng có lỗi lầm chứ. Thực ra không ai mà, nếu mà không có lỗi lầm là thánh, mà mình có thánh đâu. Nên đời ai cũng có lỗi lầm. Cái quan trọng là người ta nhìn thấy lỗi mà người ta sửa lỗi. Nên mình sống ở trên đời á, mình cũng phải có một cái tâm là đánh người chạy đi, ai đánh người chạy lại. Nên người nào mà họ thấy lỗi của mình, họ sửa lỗi, mình hãy mở lòng. Mà chính cái chỗ mở lòng mình đã làm cho mình hoan hỷ. Chính cái chỗ mà mở lòng, cái độ hạnh phúc nó sẽ tăng lên ở chỗ mở lòng đó, gọi là rộng lượng. Rộng lượng tức là mở lòng á. Mở lòng là gì? Mở lòng là gì? Là tha thứ cho người ta. Mình tha cho người ta là mình mở lòng, mà mở lòng người ta hạnh phúc, mình hạnh phúc. Nó hay vậy đó. Nhưng mà tha cho người ta khó lắm. Bắt chẹt rồi ha. Nhằn nhưỡi bắt chẹt bắt kẹt rồi dễ lắm. Còn mình tha cho người ta khó lắm. Tha cho người ta như lên mây vậy đó. Nên bao giờ mình cũng nhớ cái điều đó, nó ghim 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 ghim.
À, giống như người ta nói là đàn ông là dễ tha thứ mà khó quên, đàn bà mà dễ quên mà khó tha thứ. À, người ta nói gì đó, người ta nói theo cái tánh gì đó. À, cái gì? À, cho nên á, mà người đàn bà nào mà dễ tha thứ, người đàn bà đã trở thành tánh đàn ông, là tánh trượng phu. Mà tánh trượng phu mới thành thánh được. Cho nên trong kinh Pháp Hoa đó, là long nữ á, từ nữ quá thành thân nam mới thành Phật. Tại vì á, nam là tánh trượng phu, tánh trượng phu là phải tha thứ cho tất cả chúng sanh lỗi lầm. Thì đó tánh trượng phu, tuy là hình nữ nhưng mà tâm mình là tâm rộng lượng, là trở thành tâm nam. Mà tâm nam thành Phật nên nữ cũng thành thánh được, là thánh nữ. Hiểu chỗ đó không? Chứ không phải nói nữ không thành thánh là tâm nữ không có thành thánh được, nhưng mà tâm nam thành thánh được. Còn hình tướng thiêu đi rồi cốt giống nhau, nam nữ cốt giống nhau hình tướng, nhưng tâm lại khác nhau. Nên cái từ cái tâm nữ, tâm ích kỷ hẹp hòi, chuyển qua tâm rộng lượng, tha thứ khoan dung, thì mình sẽ thành thánh. Nó đơn giản, nó đạo lý nhà Phật nằm chỗ đó. Nên có nhiều người là tôi là nữ thôi, tôi tu hoài tôi không thành thánh. Không, tâm nữ mà không thành thánh. Nên nhầm ông cái tánh tướng be lắm tập tạ đâu mà tâm nữ ích kỷ hẹp hòi, ông đâu thành thánh. Hiểu không? Rồi tướng gồng chuột rồi lên cuồn cuộn luôn mà đụng tới ổng cao ích kỷ à. À, đó thì vậy là ổng tánh nữ chứ không phải tánh nam, nên ổng đâu thành thánh được. À, hiểu không? Nên á, thánh á, là phải nam tánh. À, nam tánh là tánh tượng trượng phu, mà tánh trượng phu á là phải rộng lượng khoan dung tha thứ à, cho người ta kể đi, nên mình hài lòng tất cả những gì xảy ra à, xung quanh với mình, chứ không chấp nhận những cái sai mà độ hài lòng để quan hỷ, để tâm được an vui hạnh phúc. Nên á, cuối năm á, mình thấy á, những cái điềm lành mà mình muốn mang đến á, à, cho mình á, thì mình tạo thành phước báo. Mà lành nhất là chỗ cách nhìn của mình. Nên á, mình có cái sự à, rộng lượng, bao dung. Đừng có bung dao á, bao dung bung dao à, bung dao không có bao dung à, bao dung không bung dao à, như vậy á, thì là cái điềm lành đến với mình, tại vì có phước báo. Và trong tâm của mình có sự tha thứ khoan dung độ lượng à, thì cái đó, cái điềm lành nó sẽ đến với mình. Dầu giữ gì giữ mà quan hỷ hết thì cũng đâu có giữ gì đâu, kể nó đi. Hiểu không? À, cho nên cái này là phải miệt mài suy nghĩ tư duy công phu tu tập rồi người ta mới chấp nhận mới làm được. Còn có nhiều người á, nói thầy ơi thầy, con biết mà con làm không có được thầy ơi. Không, con á, con hận chồng con suốt đời thầy ơi. Là thôi tha cho ổng đi, là con muốn tha lắm mà con tha không được thầy ơi. Con nhìn mặt vợ bé của ổng cái là con ứa gan à. Là nhìn cái mặt chi mà ứa gan. Hỏi nhìn đâu? Con chụp hình trong điện thoại nè cho thầy thấy nè. Sáng sớm á là con ra cái là con nhớ tới ổng cái con lật hình vợ bé lên coi thử coi là cái mặt nó với cái mặt con ai đẹp. Sáng sớm mà mới 6 sáng đem lại hai tấm hình. Hai tấm hình mà hồi 18 tuổi không à. Nè cho thầy hai cái này nè thầy à, là xem coi hình ai đẹp. Là tôi thầy là thầy tu chùa chứ thầy đâu phải là chấm thi người mẫu đâu. Mà lại hỏi thầy là thầy công tâm thầy nhìn coi thấy ai thấy ai đẹp. Thầy cũng biết rồi, thấy nhìn cổ, hình của cổ hồi nhỏ biết, tại vì nhìn thấy biết. Cái mình chỉ cổ đẹp. Nè, để cho cổ hài lòng. Rồi là thấy không? Vậy mà ông chồng con bỏ con theo như này. Thấy không? Mắt ổng mắt bù lạch ăn hay gì đó. Chứ thật ra không có phải. Tại vì á là ổng á mình làm sao đó mà ổng ớn mình á. Nên á cái độ cảm xúc ổng tuột mất tiêu quá rồi. Còn cái cô kia tuy là xấu hơn một chút xíu nhưng độ cảm xúc dâng trào. À, cho nên mình làm sao mà cho người ta thương á, chứ đừng làm cho người ta ghét. Cô kia tuy xấu mà làm cho ông chồng thương, còn mình tuy đẹp mà mình làm chảnh quá ông chồng ghét. Phải không? Nên á không phải là ông chồng thích chỗ đẹp xấu mà cái độ hài lòng của ông chồng. Nên cái tư vấn khách hàng cũng vậy, là chỗ hài lòng chứ không phải mẫu mã đâu. Dĩ nhiên là mẫu mã khi chưa quen nhau, mà đã biết nhau rồi là độ hài lòng. Nên á ở trong cái supply chain á, chủ cung ứng á, mà mình tư vấn khách hàng á, gọi là à, mình quản lý khách hàng á, thì người ta hiểu cho đó. Khi mà chưa biết gì hết á thì mẫu mã nó quan trọng, nhưng mà đã biết rồi thì độ hài lòng mới là quan trọng. Ông nghiên cứu đi à, thì nó ra à, nên á là trong cái quản lý á là nó cũng khó lắm. Nên mình phải nghiên cứu từ từ, phải học hoài tùy cái thời buổi.
cái thời buổi người ngày xưa đó là chất lượng, rồi tới thời buổi tới mẫu mã, mà mẫu mã không phải là mẫu mã của hàng hóa, mà mẫu mã của người bán hàng mới ngặt á. Người nào bán hàng đẹp ta mua, hiểu không? Mẫu mã người bán hàng với mẫu mã cái sản phẩm, hai cái nó khác nhau. Nên tùy cái thời buổi quan niệm của người ta thôi, tùy thời buổi nó khác nhau. Nên thời buổi này người ta quan niệm này, thời buổi kia ta quan niệm kia, mình hiểu người ta là được. Mình hiểu người ta mình mới xoay chuyển càng khôn vực nguyệt mới được, còn không thôi là không có được. Cái đó là nói về cái đạo buôn bán. Còn mình nói về cái đạo sống ở đời á, là độ hài lòng của tự thân. Ai làm gì tôi cũng hài lòng chứ, không sao chứ, làm chúng cũng hài lòng, làm chật cũng hài lòng. Cái độ hài lòng chứ không phải là cái độ a vua, hai đó nó khác nhau. Cái độ chấp nhận nó khác nhau. Nên tập độ hài lòng, hài lòng tức là quan hỷ. Ai làm gì cũng cười. Không phải cười người ta, mà cười cho mình vui. Học cả đời á, mình làm chưa được á, cười cho mình vui chứ tôi không cười ai chứ. Hiểu không? Gặp ai cũng cười, hỏi sao gặp tôi cười không? Mà gặp cô cũng cười, tôi gặp ông kia tôi cũng cười nữa. Nghe chưa? Tôi được cười để tôi hài lòng, mà hài lòng á là độ hạnh phúc vậy thôi, đơn giản thôi à. Nên mà muốn hài lòng đó, người phải có trí tuệ mới hài lòng được đối với tất cả những gì xảy ra xung quanh. Còn người không có trí tuệ không bao giờ hài lòng với bất kỳ cái gì. Nên mỗi khi chúng ta không hài lòng với bất kỳ những cái gì xung quanh là biết lúc đó mình ngu dữ lắm rồi đó. Mình làm cho mình khổ dữ lắm. Cái gì cũng không chịu chứ á. Nội con nó nấu ăn con không chịu, nó sửa nhà con không chịu, nó mang đôi dép cũng bực nữa. Nó chạy xe cũng bực nữa. Trời ơi, nó thích xe thì nó về nó đổ, nó làm gì kệ nó đi, mình hài lòng hết đi. Mà tự nhiên á, mình á thì chạy cái xe cà tàn, nó về nó đổ cái xe lên, nó mang gì chùm chùm bóng đèn tùm lum la chân, ngồi đây mà ngồi bực nhìn chiếc xe nó lên máu, nhìn xe lên máu. Ai chết? Người lên máu chết chứ ông kia chạy xe ông đâu có sao. Hiểu không? Cho nên mình hiểu cái đạo lý đó rồi thì tự nhiên mình hài lòng với tất cả những cái để làm cho mình vui, để cái độ hạnh phúc mình được giữ ở trong lòng của mình, là mình tự cứu mình. Nên tất cả năm là 12 tháng, năm như 13 tháng mình đều vui hết. Vậy là được rồi. Nên đó là năm mới, Tết đến xuân về. Thì cũng có duyên lành thì ta chia sẻ với quý vị chút đó. Để mình về mình làm thành trang ở trên cái bước đường từ năm cũ bước qua năm mới. Thầy cũng xin chúc cho toàn thể quý vị luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, năm cũ bước qua năm mới mới hơn năm cũ, và làm những điều tốt đẹp hơn. Và tất cả những cái gì nó có thuận duyên hay nghịch duyên thì chúng ta cũng hài lòng, bình tĩnh mà giải quyết. Không có gì mà sửa không được cả. Chỉ cần là dư thì mình cắt bỏ, mà thiếu mình đắp vô là nó liền hết, nó không có sao chứ. Đừng có bao giờ mình bó tay, không có cái nào bó tay hết. Quan trọng là mình gia tâm với nó, mình hiểu nó, mình sẽ có một cái lối giải thoát đi ra. Là tại vì thế gian này vô thường nên không có gì không làm được hết. Tại vì vô thường hôm qua khác bữa nay khác, bữa nay bế tắc ngày mai nó không bế, tại vì nó vô thường mà nó thay đổi. Nên nhầm khi hôm nay mình thấy nó bế tắc, nhưng chỉ ngủ đêm sáng ngày nó hết bế. Tin đi, bữa nay thấy tắc, ngủ đêm sáng ngày nó hết tắc. Cứ tin điều đó đi. Mà cuộc đời thật sự đó, thế gian nó vô thường, nó thay đổi liên tục. Không có gì là tồn tại mãi mãi. Hiểu được như vậy rồi thì mình sống cho nó an nhiên tự tại. Kệ cái gì đến thiếu phước làm phước, còn dư phước thì chia sẻ cho người ta bớt vậy thôi, nhá không? Còn mà dư tội quá chia sẻ không ai lãnh thì mình gánh. Gánh mà cũng đừng có buồn phiền với nó, làm phước nhiều lên cho nó đỡ thương chút xíu. Rồi từ nó vượt qua. Nhớ câu phụ ai thì phụ, đừng phụ chính mình. Đơn giản là làm cho mình vui là được. Thôi chúc quý vị an lạc, năm mới vui tươi. Happy New Year.